Vương Thiên Nhất sinh năm 1989, năm 2002 mới 13 tuổi, anh đã giành chức vô địch cờ tướng ba môn phối hợp dành cho trẻ em ở Bắc Kinh lần thứ nhất. Năm 2001, 2003 và 2005 giành chức vô địch quốc gia dành cho lứa tuổi thiếu niên và được trao danh hiệu bậc thầy cờ tướng quốc gia. Năm 2004, Vương Thiên Nhất đoạt chức vô địch giải cờ tướng châu Á hạng thiếu niên. Năm 2006 đoạt chức vô địch cá nhân giải Bắc Kinh Thiên Tân Hà Bắc. Năm 2007 vô địch Grand Prix Longwen Cup. Năm 2005 giành chức á quân cá nhân và đồng đội tại giải Đại hội thể thao nông dân toàn quốc lần thứ 6. Năm 2005 anh là nhà vô địch lứa tuổi 16 của giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc tại Cúp trong z Drink, và anh đã được thăng cấp kiện tướng cờ tướng quốc gia. Chị. Chị. tháng 11 năm 2009, anh giành chức vô địch đồng đội nam thanh niên trong cuộc thi cờ tướng Đại hội Thể thao Tâm trí Quốc gia lần thứ nhất. Năm 2010 vô địch giải cờ tướng Vinh San Cup Yêu Châu mở rộng lần thứ ba. Năm 2011 vô địch của giải cờ tướng Đa Đi Cup lần thứ năm. Vào tháng 10 năm 2011. Anh đã giành chức vô địch cờ tướng mở rộng Shinji International Leader City Cup lần 1. Vào tháng 3 năm 2012, anh giành chức vô địch giải cờ tướng mở rộng cúp lá vàng Giang Tô lần thứ 21. Vào tháng 4 năm 2012, anh giành chức vô địch cờ tướng băng qua eo biển Châu Chuông lần thứ hai. Năm 2012, anh xếp thứ nhất trong danh sách vận động viên của liên đoàn cờ tướng quốc gia cúp Vi Tai. Vào tháng 10 năm 2012, Vương Thiên Nhất đã giành chức vô địch giải vô địch cá nhân cờ tướng quốc gia. Anh đã trở thành nhà vô địch cờ tướng nam quốc gia thứ 16 của Trung Quốc và được phong danh hiệu đại kiện tướng. 吃。 将军。 吃。